chúng tôi xin được chuyển sang thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở hà nội thưa quý vị những tưởng trước tết số trung tâm đăng kiểm sai phạm trên địa bàn thành phố chỉ dừng lại ở con số 10. Thế nhưng, chỉ vừa mới đây thôi, trong quá trình mở rộng điều tra, công an lại tiếp tục phát hiện một vụ việc sai phạm khác. Chiều 29 tháng 1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu PC03, Công an Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra sai phạm trong việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới. Cơ quan này phát hiện thêm một trung tâm đăng kiểm có sai phạm tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đã khởi tố vụ án liên quan đến trung tâm này. Trước đó trong buổi họp báo thông tin các vụ án trước Tết Nguyên đán ngày 14 tháng 1 vừa qua, Đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 ngày từ ngày 8 tháng 1 đến 13 tháng 1, cơ quan điều tra phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm có vi phạm ở các quận huyện thị xã gồm Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm. Theo Đại tá Thanh, các lỗi vi phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm là nhận hối lộ để các phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm được bỏ qua các lỗi về hệ thống phanh, đèn, trọng tải, hoán cải, lốp, khí thải. Bên cạnh đó, các đối tượng có sử dụng phần mềm can thiệp và hệ thống thay đổi vòng tua, khí thải và chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ thành thùng các phương tiện cơi nới thùng. Đại diện phòng cảnh sát kinh tế cho biết với các lỗi trên, các đối tượng nhận tiền từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. thì cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc, 1 phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Cơ quan điều tra xác định đến nay tổng số tiền các đối tượng nhận khoảng hơn 20 tỷ đồng trên tổng số 10 trung tâm. Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới từ Bắc Chí Nam dần được điều tra mở rộng và lộ hàng loạt góc khuất ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành đăng kiểm. Liệu trong thời gian tới sẽ có tiếp tục những trung tâm nào bị phanh phui? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong những video tiếp theo.